Giêsu vào nhà một thủ lãnh các biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi, và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, cách đây 110 năm, năm 1912, người ta đóng được một chiếc tàu thật là lớn, dài 270 mét và tải trọng là 60.000 tấn. Và đối với người thời đó, đây là một chiếc tàu bề thế, không thể bị giông bão đánh chìm được, rất to rất lớn. Và người ta tin tưởng rằng trên chiếc tàu đó là mọi chuyện sẽ được an toàn. Thậm chí là người ta còn viết bên hông tàu cái dòng chữ: ngay cả Thiên Chúa cũng không đánh chìm được. Thế nhưng vào đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912, trời yên bể lặng, chiếc tàu đang lao đi một cách thanh thản bình an và lại lao vào một cái tảng băng chìm. Chiếc tàu bị gãy ra làm đôi, và số người chết là 1.513 người, chỉ cứu được một số ít. Câu chuyện chiếc tàu nói với chúng ta về cái điều vẫn ở trong lòng chúng ta, đó là muốn lớn hơn, thậm chí kể cả lớn hơn Thiên Chúa. Khi mà nói đến chuyện lớn hơn Thiên Chúa, chắc là bình thường nay chẳng ai nghĩ mình có lúc nào mình nghĩ là mình lớn hơn Thiên Chúa. Thế nhưng hãy thành thật mà thú nhận, mỗi khi chúng ta phạm một tội nào đó, ngay cả một tội nhẹ, thì đó là lúc chúng ta đã nói với Chúa rằng Chúa không đáng kể. Và lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống đúng với thân phận của mình. Khi Chúa đưa ra cái dụ ngôn: khi ngươi được mời vào dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi. Và lúc đó chẳng hạn như tôi làm tổng thống đi, vào dự tiệc cưới thì ai trọng hơn tôi đâu, thì tôi cứ ngồi vào chỗ nhất. Nhưng mà ý của Chúa nói là ai đưa mình lên thì là không đúng, vừa không đúng chỗ của mình. Cái chỗ của mình là chỗ nào? Cho dù có là tổng thống, có là giám mục, có là chức vị nào đến đâu đi chăng nữa, cái chỗ đúng nhất của mình đó là khi mời dự tiệc, ngươi hãy ngồi vào chỗ rốt hết. Tại sao vậy? Chỗ rốt hết là cái chỗ của người phục vụ, là cái chỗ của tình yêu thương. Trong nhà thì có người lớn người nhỏ,
Nhưng mà đứa con bé nhỏ nhất có thể nói được là cái người quan trọng nhất trong nhà, nó khóc một tiếng thì mẹ nó phải bỏ hết mọi việc đang làm để xem con nó khóc làm sao, vân vân. Và tình yêu là yếu tố cốt yếu trong đạo của chúng ta, trong con đường giữa đạo của chúng ta. Chúa đã nói các con hãy yêu nhau như thầy yêu các con. Thế mà tình yêu trước hết đó là phục vụ, là quên mình. Cho nên khi nào mà thấy mình còn làm cái chi đó, còn phải được thế này, phải được thế kia, là sai rồi. Và trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe thấy Thánh Phaolô đưa ra cái cung cách sống của Ngài. Câu đầu tiên chúng ta thấy Ngài nói, miễn là Đức Kitô được rao giảng thì tôi vui mừng. Tại sao Ngài nói câu này? Bởi vì lúc đó có những người thế này, có những người thế kia rao giảng về Chúa Kitô, và có khi lại còn đổi hơn Thánh Phaolô nữa. Nhưng mà đối với Thánh Phaolô, miễn là Đức Kitô được rao giảng thì tôi vui mừng. Trong cuộc sống của chúng ta, đây là điều chúng ta thường gặp, đó là cũng là làm ăn đá. Nhưng mà rồi người ta làm ăn đá đẹp hơn thì tôi không vui. Hay là chẳng hạn như là ca đoàn được người ta sùng mộ hơn, hay ông cha giảng tôi được giảng, tôi giảng hay hơn, vân vân. Và nếu mà tại sao cái lễ trọng nghĩa thế này mà lại mời ông cha đó giảng, sao không mời tôi? Tôi giảng hay hơn mà không mời thì tôi buồn. Vậy làm sao vậy? Phải nói như Thánh Phaolô, miễn là Đức Kitô được rao giảng, tôi đang làm cho Chúa hay làm cho người ta? Nếu mà làm cho người ta thì cũng nói tiếng khen lời chê của họ đáng kể. Còn nếu tôi làm cho Chúa thì chuyện người ta khen, người ta chê không thành vấn đề. Chúa khen hay Chúa chê, nếu mà tôi thực lòng làm việc Chúa là làm hết lòng mình và yên tâm mình sống đẹp lòng Chúa rồi. Và Thánh Nhân nói tiếp, đối với tôi sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lời. Và trong lòng Thánh Phaolô có một cái sự phân vân, mà ước gì chúng ta có sự phân vân đó. Đó là một đàng là được chết thì được gặp Chúa Kitô, còn một đàng sống thì là phục vụ, đừng nào cũng tốt cả. Và phân vân, và cuối cùng thì để cho Chúa muốn điều nào thì điều đó là tốt. Hôm nay chúng ta dâng lễ để kính Đức Mẹ. Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về cái sự quên mình. Ngay phút đầu tiên của công trình cứu độ là lời thưa xin vâng. Rồi sau lời thưa xin vâng thì Đức Mẹ biết tin bà Isabê có thai thì đi ngay. Và phúc âm thuật lại đó là đón đả, tức là đi một cách mau mắn, lẹ làng và ngay. Rồi sau đó thì suốt đời là đi phục vụ Chúa Kitô lúc còn nhỏ, và khi lớn lên đi theo Chúa. Và trong đời sống của Chúa thì mẹ lúc nào cũng ở ngay bên. Và có một câu mẹ nói, và người ta thường gọi là cái điều răn của Đức Mẹ đó. Thì Chúa có 10 điều răn, còn Đức Mẹ thì nói một câu, và người ta nói đó là điều răn của Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ nhắc Chúa là họ hết rượu rồi thì Chúa nói việc gì đến bà? Và Đức Mẹ nói với các tông đồ, thế người bảo gì thì làm theo như vậy. Và rồi cuối đời của Đức Mẹ, đó là cuối đời của Chúa Giêsu, đó là trên đồi Can Vê, Đức Mẹ đứng đó cùng với một vài môn đệ của Chúa, theo Chúa đến cùng và cùng chịu đau khổ với Chúa. Chúa thì chịu đau khổ nơi thân xác và trong tâm hồn, Mẹ thì đau khổ trong tâm hồn mà thôi. Nhưng mà có thể nói được là cũng như chết vậy. Chúa chết trên thập giá, Mẹ chết dưới chân thập giá.
Và rồi những phút sau đó là Đức Mẹ cầu nguyện cùng với các môn đệ của Chúa Giêsu. Cả đời Đức Mẹ là một đời hạ mình phục vụ, và khi được Sứ Thần nói bà đầy ơn phúc thì Đức Mẹ đã hạ mình: tôi là tôi tớ hèn mọn của Chúa. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta, đã quỳ xuống rửa chân các môn đệ, tức là rửa chân chúng ta. Chúa đến không phải như là một thủ lãnh mà như là một người tôi tớ phục vụ. Vậy thì lời tạ ơn đẹp nhất, chúng ta nhớ lời Chúa dạy, luôn luôn đặt mình ở trong tư thế của một người quên mình phục vụ. Và lúc đó là cái lời hạ mình, và lúc đó là lúc chúng ta được nâng cao trước mặt Chúa. Amen.